Có tiền liền biến cường chương 692, đóng phim như thế. Ai vào chỗ nấy, ách rừng. Lâu nhất tiêu diễn vai treo song y, chính là hộ nhất phỉ trong chung cư tình yêu, bạn gái ngang ngược trong cô nàng ngỗ ngáo, bản thân là một nữ hán tử gợi cảm, trong mơ hồ lại hiện ra vẻ hung hãn. Trong kiếp sống diễn viên hơn 2 năm, đã để nàng tôi luyện kỹ năng diễn rất thành thục. Hơn nữa, khí chất của nàng tương tự với treo song y, diễn nhân vật này cũng xe nhẹ đường quen. Lúc này, nàng mặc một chiếc váy dài gợi cảm thời thượng bó sát người, đang ngồi trong phòng làm việc, hơi cúi đầu xuống, nghịch móng tay của mình, thoạt nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ. Ngươi chính là treo song y. Sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo lại xen lẫn vẻ tức giận. Ai gọi lão nương? Treo song y buộc miệng nói, vừa mở miệng đã chiếm tiện nghi của người ta. Sau đó, cơ thể của nàng rung lên, lập tức ngồi ngay ngắn, thoáng sửa lại tóc tai và cổ áo, nàng đứng lên, nở một nụ cười thoạt nhìn rất qua loa lấy lệ lâm tiên sinh buổi sáng tốt lành tốt cái đầu ngươi nhìn thấy ngươi là tâm trạng tốt cả một ngày của ta cũng bị phá hủy ta tình nguyện cả ngày đối mặt với một con mèo cũng không muốn đối mặt với ngươi ít nhất mèo cũng không gây thêm rắc rối còn ngươi ngoại trừ gây rắc rối thì không biết gì hết lý đạo diễn ngồi trước màn ảnh nhíu mày hình như đây không phải lời thoại trên kịch bản đúng là không phải có lẽ lâm tiên sinh tự thêm vào Đạo diễn có muốn kêu dừng không? Không cần, trạng thái hiện tại rất tốt, tiếp tục quay đi. Lúc này, cuối cùng ống kính cũng di chuyển, chuyển đến cửa ra vào. Chỉ thấy người đứng ở cửa ngọc thụ lâm phong, xuất sắc hơn người, áo sơ mi trắng và quần thể thao màu nâu đơn giản, trên người cũng không có quá nhiều trang sức, hoặc nhìn sạch sẽ thoải mái. Màu da rất tốt, hoặc nhìn trắng đến phát sáng. Trong ngực ôm một con mèo rác đôn trắng như tuyết, cả người con mèo rác đôn không có chút màu tạp nham nào đôi mắt thật to xanh thẳm như trời sao cứ như chứa cả một thế giới truyện cổ tích một người một mèo phối hợp như thế khiến người ta nhớ tới một câu thơ mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song lâm bắc phàm xuất hiện sức hấp dẫn mát ngay cả lý đạo diễn cũng không ngờ lâm bắc phàm lại bắt ống kính như thế bảo sao bạch tổng vừa nhìn thấy hắn cũng không nhịn được kéo đi kết hôn nếu ta là nữ nhân chỉ sợ cũng không chịu nổi, Lý Đạo Diễn than thở trong lòng, sau đó vẫn luôn chú ý màn ảnh. Lúc đầu, nơi này phải chia làm hai cảnh quay, một cảnh quay là treo song y ngồi trên ghế chờ Lâm Bắc Phàm, một cảnh quay là Lâm Bắc Phàm xuất hiện, sau đó chia ra nối vào với nhau. Nhưng Lý Đạo Diễn lại phát hiện, bây giờ không khí vừa đúng, quay liên tục có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Thoạt nhìn Lâm Bắc Phàm rất đẹp trai, hơn nữa thật sự đẹp trai phát sáng nhưng lúc này vẻ mặt rất nghiêm túc rõ ràng là tức giận nhưng phải cố hết sức kiềm chế thể hiện toàn bộ khí chất dường như nhiệt độ cũng giảm xuống còn có con mèo kia cũng rất biết diễn xoay cơ thể mềm mại qua dùng vuốt mèo đáng yêu của mình đánh lâm bắc phàm trong miệng còn kêu meo meo dường như đang tỏ ra bất mãn với lời nói vừa rồi cứ như thế một cứng một mềm một mạnh một yếu phá hủy khí chất mà lâm bắc phàm vừa thể hiện khiến người ta không cảm thấy rất khó chịu trong ống kính lâu nhất tiêu như bị khí chất của lâm bắc phàm dọa sợ cảm thấy hơi sợ hãi hơi yếu thế cuối thấp đầu nhưng lại bướng bỉnh ngẩng đầu lên đối mặt với lâm bắc phàm dáng vẻ lão nương không sợ ngươi lâm bắc phàm thả lỏng bắp thịt trên mặt cũng thu lại khí chất nhẹ nhàng đặt mèo rác đôn trong ngực xuống tiểu công chúa ngươi đi chơi trước đi sau đó bản thân đi đến vị trí lão tổng mèo rác đôn kêu meo một tiếng vui vẻ chạy theo muốn đuổi kịp bước chân của Lâm Bắc Phàm. Cơ thể hơi mượt mà lại rất linh hoạt, đi lướt qua treo song y, nhảy lên chiếc ghế sau lưng nàng, sau đó dẫm lên ghế để nhảy lên, nhảy lên trên mặt bàn. Nhưng nó đánh giá thấp cân nặng của mình, đánh giá cao năng lực bật nhảy của bản thân, nhảy không đủ cao, chân đạp trúng ống đựng bút trên bàn, ống đựng bút và cả bút ở bên trong rơi xuống. Lúc này, đúng lúc Lâm Bắc Phàm đi đến cạnh bàn, nhìn thấy tình hình này lập tức xoay người đưa tay ra đỡ. Chỉ thấy tốc độ của hắn nhanh như thế nào, lúc bút rơi xuống tay của hắn đã ở vị trí bút rơi. Đầu ngón tay của hắn vô cùng linh hoạt, mỗi một cây bút rơi xuống đều bị ngón tay của hắn kẹp lại, cuối cùng năm đầu ngón tay kẹp năm cây bút, còn có một ống đựng bút. Toàn bộ quá trình đều mặt không biểu cảm. Cứ như đã tập mãi thành thói quen với chuyện này, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được, thật sự ngầu chết người. Người xung quanh cũng không nhịn được vỗ tay khen hay sao vừa rồi lại làm được đẹp trai như vậy ta có thể đỡ hai cây bút đã khá tốt kết quả hắn đỡ được toàn bộ đây là kỹ năng thần cấp thật sự quá ngầu nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng không tin có người có thể làm đến mức này nhất là đám nữ nhân có mặt lộ ra vẻ mặt si mê hoặc là nói vẻ mặt mê trai tình cảnh này thật sự quá đẹp trai khiến người ta khó có thể kiềm chế có muốn tối nay lại để hắn biểu diễn thêm mấy lần không? Vũ Thiên Mị nói nhỏ. Bạch Thanh Tuyết hào hứng gật đầu một cái. Ta cảm thấy còn có thể đào sâu thêm, biết đâu hắn còn có kỹ năng đẹp trai khác chứ. Vũ Thiên Mị lại nói. Bạch Thanh Tuyết càng hào hứng gật đầu. Trong màn ảnh, Lâu Nhất Tiêu cũng được coi là diễn viên dày dặn kinh nghiệm, tuy trên kịch bản không có cảnh này, nhưng lại hòa mình vào nhân vật treo song y này, trợn mắt há hốc mồm nhìn một cảnh này, buột miệng nói điều này cũng quá giả sau đó đảo mắt một vòng lập tức nắm bắt cơ hội nói lâm tiên sinh ta đến giúp ngươi vội vàng giúp lâm bắt phàm nhặt hết bút và ống đứng bút ở trên tay một lần nữa đặt ở trên bàn bày ra dáng vẻ cô gái ngoan ngoãn lâm bắt phàm liếc nàng một cái không nói gì tiếp tục đi về phía trước nhẹ nhàng sờ đầu nhỏ của mèo rác đôn ngươi là tiểu quỷ tinh nghịch mèo rác đôn kêu meo một tiếng ngoan ngoãn cuối thấp đầu nhỏ như đang nhận sai cuối cùng lâm bắc phàm đã ngồi xuống vị trí lão tổng sống yên biển lặng vô cùng nghiêm chỉnh sắc mặt nghiêm túc không biểu cảm dáng vẻ tổng tài bá đạo nhưng lại có một tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của mèo rác đôn trong bá đạo lại thêm một chút dịu dàng thư ký lập tức mang nước trà vào nóng đến bốc khói lâm bắc phàm nhìn cũng không nhìn nói có phải ngươi mới đến không không biết ta không uống được đồ nóng sao giọng nói thư ký thể hiện rõ vẻ sợ sệt thật xin lỗi ta ta không biết lập tức đi đổi cho ta vâng thư ký như được miễn tội muốn đi ra ngoài chờ chút thư ký cứng đờ xoay người mỉm cười lâm tiên sinh còn gì cần dặn dò nữa mang cho tiểu công chúa của ta một phần tiểu công chúa chính là con mèo trên tay ta cắt vừa rồi biểu hiện rất tốt Lâm Tiên Sinh biểu hiện rất tốt. Lý đạo diễn lớn tiếng kêu tốt, vô cùng vui vẻ. Chỉ với cảnh quay đơn giản 2-3 phút, Lâm Bắc Phàm đã đắp nặng thành công nhân vật của mình. Thoạt nhìn rõ ràng rất bá đạo, không dễ ở chung, nhưng lại thêm chút cảm giác đáng yêu. Thoạt nhìn cũng không khiến người ta ghét, mà khiến người ta rất yêu thích. Lý đạo diễn khẳng định, chỉ với cảnh quay 2-3 phút này, kỹ năng diễn của Lâm Bắc Phàm siêu thần không dám nói so sánh được với diễn viên lão làng ít nhất với người đồng lứa kỹ năng của hắn đủ để đánh người cùng thế hệ không chút áp lực thế là lý đạo diễn khen ngợi từ tận đáy lòng nếu lâm tiên sinh đi đóng phim chắc chắn rất tuyệt hắn ta giơ ngón tay cái lên trên mặt nở rộ hoa cúc bạch thanh tuyết cùng đám nữ nhân vây quanh bạch thanh tuyết ngạc nhiên nói hóa ra lão công không chỉ biết khoác lác vừa rồi chàng diễn thật tuyệt ta cũng bị chàng trấn áp Tiểu nam nhân được đó, rốt cuộc chàng còn bao nhiêu thứ lừa chúng ta. Võ thiên mị chống nạnh. Mỗi một động tác mỗi một biểu cảm đều sáu đến bay lên. Nhất là động tác nhặt bút, thật sự ngầu chết người. Sao ngươi làm được? Dương Tử Nhi vui vẻ nói. Hàng sở sở không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn nam nhân này. Không phải đây là chuyện rất bình thường sao? Đối với ta bất cứ chuyện gì không có chuyện biết hay không, chỉ có muốn học hay không. Ta chính là siêu cấp học bá trong truyền thuyết. Lâm Bắc Phàm không chút biểu cảm, như đang trình bày một sự thật. Đều do Thượng Thiên sinh ra ta quá hoàn mỹ. Cho ta một vẻ ngoài đẹp trai, lại cho ta thiên phú có một không hai, còn có tài năng muốn che giấu cũng không che giấu được, vì sao ngươi yêu quý ta như vậy? Ta muốn bình thường một chút cũng không được sao? Cộng thêm đám mỹ nhân vần quanh, khí thế tỏa ra bốn phía. Nói chàng béo còn thở được. Bạch Thanh Tuyết trợn mắt một ngày không đánh lên giường dở ngói võ thiên mị giận dữ bạch tỷ tỷ thiên mị tỷ tỷ ta nghĩ chúng ta nhất định muốn dạy dỗ hắn thật tốt dương tử nhi khí thế hùng hổ xem xét thời thế lâm bắc phàm quyết đoán im lặng lén lúc nói bên tai bạch thanh tuyết cầu buông tha buổi tối trở về sẽ biểu hiện với nàng tốt một chút cam đoan tin tẩn nhân vong bạch thanh tuyết hơi đỏ mặt lườm hắn một cái lại không nghiêm chỉnh được được mọi người giải tán đi, đừng ảnh hưởng lão công quay phim, có chuyện gì để sau hãy nói. Chính cung nương nương đã lên tiếng, tất cả phi tần đều phải nghe theo. Lúc này, cuối cùng Lý Đạo Diễn cũng có cơ hội nói chuyện, hắn ta cung kính đưa một tập kịch bản lên, nói, Lâm Tiên Sinh, đây là cảnh tiếp theo của ngài, chủ yếu là mắng treo song y. Có lẽ sẽ có khá nhiều lời thoại. Làm phiền ngươi. Mắng chửi người còn cần lời thoại. Lâm bắt Phạm ghét bỏ trả lại tập kịch bản, nói, ta giỏi mắng chửi người nhất. Ngươi xem là được, nếu ta không mắng treo song y đến khóc nhè, ta không phải họ Lâm. Nhìn kịch bản lời thoại trong tay, Lý đạo diễn muốn khóc, điều này không phải do hắn ta khống chế. Ngươi là lão đại, không thể treo vào, không thể treo vào. Cuối cùng, lúc đi ngang qua lâu nhất tiêu, đạo diễn dùng giọng điệu đau đớn nói, nén bi thương. Lâu nhất tiêu, chấm hỏi trong lòng nàng lập tức xuất hiện dự cảm không tốt. Lại nghĩ tới phong cách hành động trước sau như một của Lâm Bắc Phàm dự cảm này càng ngày càng mãnh liệt hơn. Thế là, nàng lập tức chạy đến trước mặt Lâm Bắc Phàm chấp hai tay lại, thành kính nói, lão đại, cầu buông tha. Lâm Bắc Phàm dịu dàng an ủi, đừng căng thẳng, ngươi do ta bồi dưỡng ra, ta còn có thể làm khó dễ ngươi hay sao? Cảm ơn. Trên mặt lâu nhất tiêu lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta chỉ không buông tha cho treo song y mà thôi Lâu nhất tiêu Điều này có gì khác biệt sao Còn nhớ rõ Lâm Tử Kiều thường xuyên nói một câu không Lâu nhất tiêu đang nghe chuyện trên TV audio CV lập tức bắt chước giọng điệu và động tác của Lâm Tử Kiều Cuộc sống của ta không cần diễn tập Mỗi một ngày đều là phát sóng trực tiếp ở hiện trường Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất vui mừng Nói rất hay Đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút Lâu nhất tiêu, hả? Bởi vì Lâm Bắc Phàm biểu hiện ra kỹ năng diễn rất xuất sắc, vì váy vốn đã quyết định phải tốn một ngày để tập trung quay chụp cảnh quay của Lâm Bắc Phàm, kết quả chỉ tốn nửa ngày đã hoàn thành. Nhưng sau khi kết thúc, trong lòng một vài người tràn ngập oán hận, trong đó có nữ chính lâu nhất tiêu và đạo diễn là oán hận nhiều nhất, lại không làm theo kịch bản, tuy kết quả giống nhau, nhưng người khiến chúng ta rất khó khăn. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm cũng không để ý tới những điều này, điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Dù sao ta thấy sảng khoái, vậy là được rồi. Diễn xong mấy cảnh, vốn định đến chỗ của Dương Tửu Nhi dạo một vòng, uống chút rượu bồi dưỡng tình cảm, kết quả lại bị phó tổng giám đốc Hoàng Chính Thanh của Tinh Quang mời đến văn phòng của mình. Học đệ tùy ý ngồi, dù sao ngươi cũng quen thuộc với nơi này. Hoàng Chính Thanh ân cần rót trà cho Lâm Bắc Phàm. Sư ca, dáng vẻ này của ngươi khiến ta được cưng chiều mà lo sợ, có phải trong lòng ngươi đang cất giấu suy nghĩ xấu ra gì không? lâm bắc phàm nâng cao cảnh giác hoàng chính thanh hậm hực cười một tiếng sao có thể chỉ muốn ôn chuyện với ngươi một chút có phải không lâm bắc phàm tỏ vẻ nghi ngờ ngươi nhìn ánh mắt của ta đi chẳng lẽ còn chưa đủ chân thành sao lâm bắc phàm cười ha ha chỉ trong chớp mắt đã qua hai năm hoàng chính thanh xúc động nói lúc trước đám người chúng ta cùng nhau tiến vào kết quả vận mệnh hoàn toàn khác biệt ngươi bị Bạch Tổng để mắt tới một bước lên trời, còn ta trở thành một nhân viên nhỏ của Tinh Quang. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, trải nghiệm của hai người khá là kỳ diệu. Vị trước mắt là học trưởng ở trường đại học Giang Nam của hắn, lớn hơn hắn 6 tuổi, vừa có tư chất xuất sắc, còn là một thạc sĩ quản lý. Lúc trước cùng hắn đến Tinh Quang phỏng vấn, đúng lúc lại là một trước một sau. Kết quả, lại xuất hiện ngã rẽ vận mệnh ở ngay nơi này. Ngày thường hắn ta ra vào Tinh Quang, từ một tên nhân viên nhỏ bắt đầu dốc sức làm lên. Nhưng Lâm Bắc phàm lại được tổng tài bá đạo Bạch Thanh Tuyết coi trọng, kéo đến cục dân chính kết hôn ngay trong ngày, kéo cũng không kéo nổi, sau đó biến thành tiểu lão công của Bạch Phú Mỹ ức vạn, không cần đi làm không lo ăn mặc. Những cơ hội trong cuộc sống rất kỳ lạ. Nhưng vị học trưởng này cũng không chịu thua kém, tuy điểm xuất phát khá thấp, nhưng lại rất giỏi chịu khổ, hơn nữa cũng biết nắm bắt cơ hội có nhiệm vụ gì cũng lao về phía trước, mỗi một lần đều hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, vì vậy mới có thể đi cả một đường được tất nhắc đến vị trí hiện tại. 26 tuổi, từng bước một leo lên chức vị phó tổng giám đốc của tập đoàn tinh quan cấp bá chủ, vị trí tổng giám đốc tinh quan thị tần, quyền cao chức trọng, tài sản ức vạn, đây mới là nhân sĩ cố gắng thành công điển hình, được gọi là kim cương vương lão ngũ. Lâm Bắc Phàm, người này chỉ đơn thuần là bậc hách. Sư ca, bây giờ ngươi cũng được tính là công thành danh toại. Lâm Bắc Phàm cười nói. Đúng là công thành danh toại, ta còn phú quý về quê. Hoàng Chính Thanh hâm hở nói, tháng trước, trường đại học Giang Nam của chúng ta còn mời ta về làm diễn thuyết, động viên cho các học đệ học muội tương lai, vừa nghe nói ta là phó tổng giám đốc tinh quang, tổng giám đốc tinh quang thị tần, đôi mắt cũng bừng sáng. Khắp nơi đều là ánh mắt sùng bái, khỏi phải nói thoải mái đến mức nào. Cuối cùng, ta còn trở thành một thành viên trong hội cựu sinh viên của Đại học Giang Nam. Không phải ai cũng có thể tham gia vào hội cựu sinh viên của Đại học Giang Nam. Không có thành tựu nhất định, người ta cũng không nhận. Chúc mừng sư ca." Lâm Bắc Phàm nói. Bọn họ đến nhờ ta hỏi ngươi lúc nào đó cũng đến diễn thuyết một lần, cổ vũ ủng hộ cho học đệ học muội của mình. Bọn họ nói đã mời ngươi rất nhiều lần, kết quả ngươi vẫn luôn từ chối không rảnh, ta cũng không tin hoàng chính thanh mỉm cười lâm bắc phàm xấu hổ bây giờ ta mới học năm ba đại học thôi nếu ta đến đó rất nhiều người đều là học trưởng của ta ngươi bảo ta cổ vũ ủng hộ bọn họ như thế nào không kích thích bọn họ đã tốt lắm rồi hoàng chính thanh suy nghĩ một chút cũng cười ha ha cũng đúng ngươi đến đó cũng chỉ đơn thuần kích thích người ta chứ không phải đi cổ vũ người ta còn có một vấn đề ta cũng từng gặp mấy bạn học kết quả bọn họ liều mạng lốc bốt đề cử một đống hạng mục của bọn họ, nói tốt đến mức nào, phải đầu tư bỏ vốn bao nhiêu, vì vậy bây giờ ta rất sợ hãi. Đúng vậy, bây giờ quan hệ xã hội phức tạp, dù là bạn học cũng có thể bảy người, ta cũng gặp trúng một người, suýt nữa thì bị tống tiền. Hoàng Chính Thanh rất cảm động nói, sau đó chỉ lâm bắt phàm, cười nói, nhưng ngươi cũng không dễ bị lừa gạt, nếu ai coi ngươi là đồ đần, cuối cùng nhất định là tự gặp xui xẻo. Sao có thể? thật ra ta rất thuần khiết. Lâm Bắc Phàm xấu hổ nói. Hoàng Chính Thanh đang chuẩn bị uống trà, suýt nửa phun hết ra. Ngươi cũng được tính là thuần khiết. Ngươi hỏi những người bị ngươi hố xem, bọn họ có đồng ý hay không? Kiểu bạn học này là đáng ghét nhất, sau này ngươi định làm gì? Ta nghĩ, dù sao cũng là bạn học, ta không tiện từ chối bọn họ, vì vậy ta liền giới thiệu bọn họ cho Mã Đại Vân. Bây giờ đám người kia đang bán đồ ở trên tao bao đây, còn vô cùng biết ơn ta. Giới thiệu một đám người lừa dối cho người càng biết lừa dối hơn, thao tác này thật xáo. Tại sao ta lại không có nghĩ ra thao tác này chứ? Học đệ, ngươi trâu. Hoàng Chính Thanh giơ ngón tay cái lên. Hai người lại trò chuyện một lúc. Hoàng Chính Thanh xoa tay, hơi căng thẳng hỏi, học đệ, học trưởng có thể nhờ ngươi một chuyện không? Cuối cùng đã để lộ đuôi hồ ly. Lâm Bắc Phàm cười ha ha, ông đồng nhiều việc nói, yên tâm to gan nói ra chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định giúp ngươi cuối cùng hoàng chính thanh cũng nói ra mục đích là thế này học đệ ngươi có thể làm ra một hạng mục lớn cho ta đi làm không lâm bắc phàm mở to hai mắt việc của đài truyền hình tinh quang và tinh quang thị tần còn chưa đủ dày vào ngươi sao lại còn muốn thêm gánh trên người học trưởng ngươi thật trâu hoàng chính thanh lắc đầu cũng không thể nói như vậy đúng là đài truyền hình tinh quang và tinh quang thị tần có quá nhiều việc nhưng đều là vấn đề ở mặt chấp hành ta cảm thấy bây giờ ta còn trẻ tuổi tinh lực dồi dào muốn làm ra một vài việc khác biệt là vậy sao hóa ra tham vọng của vị sư ca này đã tăng lên muốn chứng minh năng lực của bản thân với bên ngoài tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc tinh quang này thật sự cũng được coi là công thành danh toại nhưng thật ra hắn ta cũng tự hiểu lấy mình dựa vào uy vọng cùng năng lực của hắn ta căn bản không có khả năng ngồi lên vị trí này Căng hết cỡ cũng chỉ là một bộ trưởng, quản lý một bộ phận. Nhưng sở dĩ hắn ta có thể ngồi lên vị trí này, cũng có yếu tố khí vận nhất định. Đầu tiên là bởi vì từ đầu tới đuôi hắn ta gần như tham gia tất cả hạng mục của tinh quang, hơn nữa năng lực chấp hành vô cùng mạnh, có thể hoàn thành hoàn hảo tất cả nhiệm vụ, tầng lớp quản lý cần có một người như vậy. Hơn nữa hai vị lão tổng đều là nữ nhân, nhiều khi có rất nhiều việc không tiện ra mặt, Lâm Bắc Phàm cũng không quản những chuyện này rất cần một đồng chí nam có năng lực đến gánh vác ví dụ như những bữa tiệc trụ từ chối mãi không hết dù sao vẫn cần người lãnh đạo tập đoàn ra mặt mới được vào giờ phút quan trọng này hắn ta được cất nhắc lên đương nhiên đây là cơ hội của hắn ta hắn ta cũng rất trân trọng cơ hội này tuy hắn ta cũng không thích những bữa tiệc trụ kiểu này thường xuyên say khước về nhà nhưng hắn ta nhất định phải gánh vác nếu không thật sự không biết đến khi nào hắn ta mới có thể leo lên vị trí này trở thành một trong những lãnh đạo của tinh quang hắn ta còn quá trẻ lại hừng hực tham vọng muốn làm ra một vài chuyện thế nhưng nhìn lướt qua tất cả hạng mục của tinh quang những hạng mục lớn như đài truyền hình tinh quang ảnh nghiệp tinh quang tinh quang thị tần thành phố điện ảnh giang nam đều do ba người lâm bắc phàm bạch thanh tuyết võ thiên mị làm ra đều đã đánh lên dấu ấn của bọn họ không có một cái nào thuộc về hắn ta hắn ta muốn làm ra một việc khác biệt một thứ thuộc về mình vì vậy mới tìm tới lâm bắc phàm trải nghiệm qua nhiều hạng mục của tinh quang như vậy hắn ta ngạc nhiên phát hiện những hạng mục hot đều do lâm bắc phàm đề xuất sự phát triển của tinh quang không thể rời bỏ lâm bắc phàm lâm bắc phàm mới là đại bóp sau lưng tinh quang hơn nữa chỉ cần là thứ qua tay hắn cuối cùng không hề ngoại lệ đều trở nên hot hắn mới thật sự là thần thương nghiệp thần vàng cho nên bây giờ hắn ta tìm tới cửa, muốn lấy một hạng mục tốt để làm. Thật ra nếu nói đến hạng mục, thật sự có một cái, hơn nữa là một hạng mục lớn siêu cấp. Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Là cái gì? Hoàng Chính Thanh vui mừng. Ngươi từng chơi võng du chưa, có nghe nói đến thi đấu thể thao điện tử không? Ta biết những điều này, hơn nữa ta nghe nói mấy năm nay thi đấu thể thao điện tử đặc biệt hot, lão công quốc dân vương thông thông cũng là một chiến đội, bây giờ chơi đến vui vẻ sung sướng học đệ ngươi muốn tiến quân vào ngành thể thao điện tử hoàng chính thanh nhíu mày đây đúng là một ngành nghề to lớn thế nhưng đối với tinh quang mà nói quy mô của thi đấu thể thao điện tử hơi nhỏ thi đấu thể thao điện tử không kiếm được bao nhiêu tiền muốn làm thì phải làm thứ đằng sau thi đấu thể thao điện tử đó chính là trò chơi lâm bắc phạm hưng phấn nói ngay từ năm ngoái Ta đã dùng tiền mời người dựa theo phim truyền hình điện ảnh Anh hùng xạ điêu, thần điêu hiệp lữ của chúng ta, còn có bối cảnh thành phố điện ảnh Giang Nam chế tạo một thế giới trò chơi phong phú toàn diện, có tên là Thế giới võ hiệp. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm đã nói kế hoạch lớn này ra. Một thế giới võ hiệp toàn dân đều có thể chơi. Trong thế giới võ hiệp này, người có thể thăng cấp luyện công, có thể hành hiệp trượng nghĩa, có thể tình cảm nam nữ, có thể thăng quan phát tài, có thể làm ăn buôn bán có thể thoải mái trò chuyện, có thể tiến hành cạnh tranh PK. Thế giới võ hiệp không có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không dám nghĩ. Tương đương với việc chuyển cuộc sống vào trong thế giới võ hiệp. Trải nghiệm một thế giới kiểu khác. Sau đó còn có thế giới tiên hiệp, thế giới huyền huyễn, thế giới kỳ huyễn, thậm chí là đại thế giới hồng hoang. Dựa vào phim truyền hình tinh quang, thần thư của hồng đậu, tinh quang thị tần cùng đủ loại con đường tuyên truyền, sẽ từng bước một chế tạo ra những sự kiện này không ngừng tiến hành hoàn thiện kế hoạch này thật sự quá hùng vĩ hoàng chính thanh nghe thấy cũng nhiệt huyết sôi trào nếu kế hoạch này phát triển thuận lợi vậy chiếc giang sẽ là một hạng mục siêu lớn với giá trị thị trường vượt quá vạn ức tương đương với tái tạo một tập đoàn tinh quang lợi ích lớn đến phá thiên chỉ sợ rất nhiều tập đoàn công ty đều không thể ngồi yên học đệ nhất định phải giao hạng mục này cho ta ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc. Hoàng Chính Thanh lập tức nói. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, ở trong tinh quang chúng ta, cũng chỉ có tinh quang thị tần thích hợp mở rộng trò chơi này nhất. Ta đã chơi thử trò chơi kia, các chức năng thật sự rất đầy đủ hoàn thiện, tương đương với việc chuyển thế giới võ hiệp hiện thực vào đó. Nhưng võ hiệp là võ hiệp, thứ nổi bật nhất của võ hiệp là một chữ võ, điều này liên quan đến sự cạnh tranh thông qua việc quảng bá thi đấu thể thao điện tử để quảng bá trò chơi không ngừng đào sâu không ngừng khai thác các thị trường khác sau đó sẽ tung trò chơi này ra điều này cũng không cần lâm bắc phàm nói rõ ràng chi tiết trong đầu hoàng chính thanh đã hiện ra rất nhiều kế hoạch đôi mắt tỏa sáng nói mỗi một người dân của quốc gia chúng ta đều có tình cảm với võ hiệp cộng thêm kết hợp với hai bộ phim truyền hình võ hiệp của chúng ta việc quảng bá sẽ rất dễ dàng nếu trò chơi thế giới võ hiệp này thật sự có nhiều chức năng mạnh mẽ lại hoàn thiện như lời học đệ đã nói vậy chắc chắn sẽ trở thành một trò chơi ăn khách cũng như học đệ đã nói chúng ta có thể ra tay từ phương diện thi đấu thể thao điện tử trước nhanh chóng quảng bá trò chơi này ta cũng nghĩ ra cái tên cho cuộc thi thể thao điện tử rồi chúng ta có thể đặt tên là đại hội võ lâm cao cấp hơn thì gọi là hoa sơn luận kiếm không chỉ có thi đấu cá nhân còn có quần chiến quốc chiến còn có thể đưa nội dung cốt truyện vào, đây đều là cách chơi rất to lớn. Sau khi trò chơi hot hơn, chúng ta không chỉ có thể kiếm tiền từ người chơi, còn có thể kiếm tiền từ thương nghiệp. Thế giới võ hiệp là một thế giới hoàn thiện, làm ăn rất bình thường, sau khi dòng người sôi động, chúng ta có thể mở rộng cửa hàng ở bên trong, đưa các xí nghiệp trong hiện thực vào đó, vậy có thể thu được tiền quảng cáo, thu quyền quan danh, cũng như thành phố điện ảnh Giang Nam vậy. Thậm chí, còn có thể làm ăn ở bên trong, cũng như tao bao vậy thế giới võ hiệp trở nên hot hơn cũng sẽ nâng đỡ từng sản nghiệp của tinh quang càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khủng bố điều này tương đương với việc tổng hợp tập đoàn tinh quang tập đoàn ten quyền cùng ali mama một thị trường có lợi ích to lớn như vậy hoàng chính thanh cũng lo lắng mình có thể giữ được hay không cuối cùng lại nghĩ mặc kệ cứ làm trước rồi nói học đệ ta cảm thấy ta đã không thể khống chế được sự kích động trong lòng ta nghĩ phải đến thành phố điện ảnh Giang Nam tìm hiểu tình huống trước. Hoàng Chính Thanh đã ngồi không yên, không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu về trò chơi. Mãi đến đêm khuya, Hoàng Chính Thanh mới hưng phấn trở về. Chức năng của trò chơi này quá mạnh, ngay cả một lão tổng như hắn ta cũng không nhịn được chơi hai ván, những người khác càng không khống chế nổi. Đáng tiếc phải sang năm mới trò chơi này mới được phát hành, thời gian trôi thật chậm, bây giờ Hoàng Chính Thanh đã không thể chờ đợi. Nhưng muốn quảng bá trò chơi này cũng không phải là việc đơn giản như vậy, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Bây giờ đã là tháng 10, Tinh Quang sẽ đẩy ra rất nhiều chương trình vào 6 tháng cuối năm, ví dụ như Joyful Comedian, Đại hội thơ Trung Quốc đã thuận lợi kết thúc, tới đi, Quán quân còn đang phát sóng hừng hực, đều lấy được hiệu quả tỷ suất người xem khiến người ta hài lòng. Bây giờ, cuối cùng phim phóng sự Trung Hoa trên đầu lưỡi đã chế tác xong, cũng sắp ra mắt khán giả tổng cộng chỉ có 7 tập, mỗi một tập dài một tiếng, lại chế tác hơn 8 tháng. Bình quân mỗi một tập tốn hơn một tháng, đây là điều thật sự không thể tin nổi với hiệu suất của tinh quang. Từ đó có thể biết, tinh quang coi trọng bộ phim phóng sự này đến mức nào. Đây là một bộ phim phóng sự Mỹ thực cấp hiện tượng, Lâm Bắc Phàm nhớ ở thời không trước, Trung Hoa trên đầu lưỡi được phát sóng sau khung giờ vàng buổi tối, ở trên một kênh không được chú ý quá nhiều của CCTV, kết quả vừa mới đẩy ra lập tức hót khắp cả nước, dấy lên một làn sóng mỹ thực. Rất nhiều người đều xem bộ phim phóng sự này vào đêm khuya sau đó đặt giao đồ ăn, cũng giống với hiện tượng của trù thần vào năm ngoái. Bộ phim này còn ảnh hưởng đến nước ngoài, đều nổi tiếng ở khu vực U Mỹ. Sức ảnh hưởng của bộ phim phóng sự này thật sự quá lớn, sau đó còn có rất nhiều chương trình thực tế về Mỹ thực xuất hiện như măng mọc sau mưa. Bây giờ, Mỹ thực Trung Quốc đã bị trù thần của Lâm Bắc Phàm mở rộng đến toàn thế giới, vừa nói tới Mỹ thực Trung Quốc người người đều khen ngợi, cộng thêm nền tảng quần chúng rộng khắp, bây giờ đẩy ra Trung Hoa trên đầu lưỡi, tất nhiên hiệu quả sẽ càng huy hoàng hơn. Trung Hoa trên đầu lưỡi được phát sóng vào lúc 7 giờ 45 phút tối thứ Bảy, đúng khung giờ giải trí vàng của mọi người, mục đích là cơm tối, hoặc là khoảng thời gian sau cơm tối. Tiểu Xuân là một người yêu thích Mỹ thực, cũng được gọi là kẻ ăn hàng. Chương trình mỹ thực của Tinh Quang cũng là tiếng lành đồn xa, không nói tới bộ phim truyền hình dài tập cấp hiện tượng trù thần đột nhiên xuất hiện vào năm ngoái, đã dấy lên làn sóng mỹ thực trên toàn thế giới. Bây giờ trù vương tranh bá được phát sóng một tuần một lần, còn có mỹ thực ngẫu nhiên xuất hiện trong phim truyền hình điện ảnh. Đều khiến người ta lưu luyến quên về. Tuy tuyên truyền là một bộ phim phóng sự mỹ thực, nhưng đồng chí Tiểu Xuân cũng không thèm để ý. Nghĩ rằng phim phóng sự thì không hay. Nếu ghi chép lại vị quá trình vị trù thần kia làm đồ ăn, nhìn thôi cũng có thể ăn với cơm, tỷ suất người xem chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhưng đây chỉ là một mơ ước tuyệt đẹp của nàng ta. Tối hôm nay, nàng ta đã chuẩn bị kỹ càng, cố ý lùi lại giờ ăn cơm, sau đó làm đầy một bàn đồ ăn mà bản thân thích ăn, chỉ đợi đến khi bộ phim phóng sự này được phát sóng là ăn. Nếu không xem xong lại thấy đói bụng, lại phải đi ăn, vậy chẳng phải rất đau khổ. Ta còn giữ dáng người thế nào? Cũng có rất nhiều người giữ suy nghĩ như vậy, tất cả mọi người nhớ rõ hiện tượng trù thần của năm ngoài, vậy thật quá kinh khủng. Cho nên đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, tự chuẩn bị đồ ăn hoặc là chọn giao hàng, vừa xem vừa ăn. Lúc này, Trung Hoa trên đầu lưỡi còn chưa phát sóng, nhưng tỷ suất người xem đã được hơn 3%. Theo âm nhạc nhẹ nhàng êm dịu vang lên ở trong TV, một bức tranh thủy mặt màu hồng xuất hiện, chương trình bắt đầu trung quốc có được cảnh quan thiên nhiên phong phú nhất trên thế giới cao nguyên núi rừng hồ nước đường ven biển khoảng cách địa lý này đã góp phần hình thành và bảo tồn các giống loài bất kỳ một quốc gia nào cũng không có nhiều nguyên vật liệu nấu ăn tiềm tàng như vậy để lấy được món quà do tự nhiên ban tặng mọi người thu thập lục tìm đào bới đánh bắt xuyên qua bốn mùa tập phim này sẽ tái hiện câu chuyện của con người và tự nhiên đằng sau mỗi một món ngon một đoạn lời thuyết minh tràn ngập tình cảm dẫn theo đám người đi vào thế giới mỹ thực mới chủ đề của tập thứ nhất là quà tặng tự nhiên lựa chọn sử dụng cuộc sống ở trong trung quốc hoàn toàn khác biệt về hoàn cảnh địa lý trong đó còn đại diện cả tính cá nhân gia đình cùng quần thể làm nhân vật chính của câu chuyện cũng bởi vì môi trường tự nhiên có sự khác biệt to lớn dẫn đến thói quen ẩm thực hoàn toàn khác biệt cùng với lối sống làm bối cảnh của câu chuyện cho thấy thiên nhiên đã ban tặng thức ăn cho người Trung Quốc theo những cách thức khác biệt như thế nào. Chúng ta làm thế nào để ở chung hài hòa với tự nhiên, từ đó hiểu rõ câu chuyện thu hoạch đồ ăn bằng nhiều cách khác nhau trong cách sống dân gian được truyền từ đời này sang đời khác. Thế nhưng, những khán giả như Tiểu Xuân chủ yếu vẫn chú ý đến Mỹ thực hơn. Sau đó thấy được loại nguyên liệu nấu ăn thứ nhất, ở trong truyền thuyết Shangri-La, một loại thực phẩm như tinh linh nấm thông. Nấm thông, một loại nấm dùng làm đồ ăn rất quý giá, loại nấm này chỉ sống được trong những vùng núi cao hơn mặt nước biển còn chưa bị ô nhiễm. Nấm thông là quý tộc trong giới nấm dại, trong nhà hàng ở thành phố lớn, giá cả của một phần nấm thông nướng thang có thể đạt tới 1.600 nguyên. Mùi hương của nấm thông rất nồng đậm, chỉ cần nướng qua một chút, sẽ bị tác dụng nhiệt ép, ép ra một loại khoáng chất. Điều này khiến người rời xa tự nhiên, coi thứ này như trân bảo. Nhìn miếng nấm thông đang được nướng ở trong tivi, chất béo trào ra cùng hương thơm, nghe lời thuyết minh hương vị mê người kia, tiểu xuân nhìn đến nước miếng chảy xuống ào ào ào. Rất muốn mua một cây nấm thông để thử một lần, dùng để cơm chiên chắc chắn sẽ rất thơm. Kết quả hình ảnh thay đổi một cái, chuyển sang giới thiệu tình cảnh các thôn dân di đi cung của Sangrila thu thập nấm thông. 3 giờ sáng, tất cả những người có thể lên vùng cao ở trong thôn đều đã đi ra cửa tìm kiếm loại nấm thần kỳ này, cả thôn biến thành một cái thôn trống rỗng. Nếu không tìm ra được, người khác đều đi trước ta, ta à sẽ không tìm được gì hết, người khác sẽ nhổ hết toàn bộ số nấm thông. Vốn hình ảnh Mỹ thực bị chuyển đi, khiến Tiểu Xuân cảm thấy không hài lòng, nàng ta đang chuẩn bị ăn. Nhưng khi nghe thấy những lời nói xót xa của Trác Mãn ở trong tivi còn có một nụ cười khổ kia, trong lòng nàng ta mơ hồ thấy hơi xúc động, thế là tiếp tục xem nữa. Trong tivi hai mẫu nữ Trác Mã đi vào núi lớn tìm kiếm nấm thông. Xuyên qua thôn trang, hai mẫu nữ phải đi bộ 20 km vào trong rừng rậm nguyên thủy. Dù là thôn dân đã quen thuộc với rừng rậm, tìm kiếm nấm thông cũng là một công việc dựa vào vận khí. Những nấm thông có phẩm chất cao đều giấu ở dưới tầng đất, mẫu thân tìm kiếm hố nấm vừa tự tay chôn vào hai ngày trước. Trong lớp đất mùn cát, thật sự có nấm thông vừa mới mọc. Đáng tiếc năm nay không đủ nước mưa, nấm thông quá nhỏ. Mẫu thân không quan tâm đến sức khỏe của mình, chỉ cố đi tìm nấm thông, ta chỉ hơi lo lắng có một ngày nàng choáng váng ngã ở trên núi dù sao nàng cũng đã lớn tuổi nghe lời thuyết minh ở trong chương trình nhìn hình ảnh đi tìm nấm thông sự xót xa của hai mẫu nữ đi tìm nấm thông lại hiện ra trước mắt mọi người chỉ vì một chút nấm thông lại phải trèo non lội suối đi 20 km nấm thông đều ẩn giấu ở trong đất còn phải tự đào ra rất tốn sức lực mẫu thân của trác mã đã cao tuổi còn phải đi theo làm những chuyện này trác mã lo lắng mẫu thân của mình ngã ở trên núi rõ ràng đều là hình ảnh thông thường chưa hề có hình ảnh cảm động nào chỉ với lời thuyết minh đơn giản nhưng tiểu xuân nghĩ đến nhà của mình nghĩ đến phụ mẫu của mình trước kia khi còn bé vì muốn nàng ta được ăn ngon thường xuyên đi sớm về trễ mái tóc bạc trắng bây giờ nghĩ lại xót xa biết bao đôi mắt tiểu xuân lập tức đỏ hồng cũng chỉ vì cuộc sống khó khăn biết bao nàng ta nhớ tới trong tủ lạnh còn có một hộp mứt hoa quả do mẫu thân gửi đến đều do mẫu thân tự tay ướp ngày thường ghét bỏ nó quê mùa không muốn ăn bây giờ lại có sự xúc động muốn ăn thế là nàng ta lập tức lao tới tủ lạnh lấy món mứt hoa quả được đậy kín ra tiếp theo trong chương trình lại giới thiệu cách làm một loại nấm thông khác đó là nấm thông cắt lát chiên dầu mặc dù chỉ là cách làm đơn giản nhưng nhìn lát nấm thông cùng với bơ được cho vào trong nồi gốm đen sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, tiếng dầu nổ xèo xèo vang lên, dường như hương thơm có thể xuyên qua màn hình bay vào mũi, trong tâm lý tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc luôn ngắn ngủi. Trong chương trình bắt đầu giới thiệu giá trị buôn bán của nấm thông. Trước kia người dân tộc Tạng đều không thích ăn nấm thông, chê mùi vị của nó kỳ quái, lúc đầu nấm thông cũng chỉ có giá mấy đồng tiền một cân. Thế nhưng trong mấy năm qua, Giá trị của nấm thông tăng lên, một mùa hè có thể thu nhập hơn vạn nguyên, khiến những người dân du mục trở nên rất vất vả trong mùa mưa. Việc thu mua nấm thông tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ cấp bậc, 48 cấp bậc khác biệt, được phân chia nghiêm ngặt ngay từ nơi sản xuất. Thời hạn giữ tươi nấm thông là 3 ngày, các thương nhân phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành chế biến nấm thông thật tinh xảo. Cứ vậy giá thu mua nấm thông ở nơi sản xuất là 80 nguyên, sau 6 tiếng nó sẽ lấy giá 700 nguyên xuất hiện trong siêu thị Tokyo. Đủ loại giới thiệu, khiến mấy ngàn vạn khán giả cả nước đều thấy được giá trị ẩm thực và giá trị thương nghiệp của nấm thông, cũng nhịn không được muốn ăn. Nấm thông có hương vị đậm đà, được các thực khách khen ngợi. Nấm thông có lợi nhuận siêu cao, được các thương gia ưu ái. Nhưng đằng sau việc theo đuổi mỹ vị cùng lợi nhuận, thường báo trước sự tàn khốc. Các mã chen trong đám người, buổi sáng nhặt được nấm thông phẩm chất bình thường, trong lòng nàng rất lo lắng Một ngày trôi qua Trác mã cùng mẫu thân đi trên đường núi suốt 11 tiếng Nhưng đổi được rất ít tiền Bỏ lỡ một tháng mùa mưa Nấm thông sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa Người cả nhà chờ mong ngày mai sẽ có vận khí tốt hơn Vì tìm kiếm nấm thông Vì kiếm sống Người Tây Tạng đi sớm về trễ Bất chấp nguy hiểm đi lên núi để thu thập Cuối cùng số tiền kiếm được Đối với người trong thành phố đây chỉ là mức lương bình thường nhưng đây đã là thu nhập mà cả nhà Trác Mã hài lòng nhất. Một bên là giá cả nấm thông cao đến quá đáng, một bên lại là thu nhập thấp miễn cưỡng có thể nuôi sống gia đình, thể hiện sự chênh lệch đẫm máu của thành phố và quê hương ở trước mặt mọi người. Tiểu Xuân lẩm bẩm, thoạt nhìn là quà tặng tự nhiên, tại sao ta lại cảm thấy càng giống cuộc sống không dễ hơn. Thế nhưng, dù cho cuộc sống gian khổ, các thôn dân phải sống dựa vào núi để kiếm đồ ăn thức uống lại vẫn biết ơn món quà của tự nhiên tuân thủ quy tắc của núi rừng. Nếu không có một một món quà này, có lẽ cuộc sống của bọn họ sẽ càng thêm khó khăn. Tiếp đó, trong tập này lại đẩy ra bốn loại nguyên liệu nấu ăn chính. Măng mùa đông chiếc giang. Chân giò hung khói nạc đặn Ngó sen hồ bắc. Cá đông bắc. Cùng với mỹ vị được làm ra từ những nguyên liệu nấu ăn này, măng mùa đông om dầu, canh đậu hũ măng mùa đông với dưa muối, đồ sấy phiêu hương ướp soạt tươi, canh xương sườn củ sen, ngó sen kho muối tiêu, ngó sen xào chua cây, đầu cá kho tổ chua cây, canh cá chua, cá sóc, cá hầm cách thủy, chân giò hung khói nạc đặn, cá lăng kho tổ, bún ốc, cá ao nướng tỏi. Tuy đây đều là đồ ăn thường ngày, nhưng trời Nam đất Bắc không chỗ nào không có, khán giả ngồi xem trước tivi chảy nước miếng, cứ như đều là mỹ thực đã từng được nếm ở quê hương, tồn tại ở nơi sâu nhất trong trí nhớ cứ nhớ mãi không quên. Đồng thời, thông qua những mỹ vị này, mọi người đều nhìn thấy sự gian khổ của mọi người ẩn giấu sau lưng mỹ thực cũng như câu nói cuối cùng của phim phóng sự hôm nay chúng ta có quyền rời xa tự nhiên được hưởng thụ thức ăn ngon chúng ta nên biết ơn những người đã làm nên bàn đồ ăn ngon nhờ sức lao động và trí tuệ sau một tiếng ngắn ngủi tập đầu tiên của trung hoa trên đầu lưỡi kết thúc thật sự quá hay ta phải giới thiệu nó cho phụ mẫu của ta ta tin tưởng bọn họ chắc chắn rất ưa thích Món mang mùa đông ong dầu cùng canh cá chua còn là tuyệt chiêu sở trường của bọn họ, Tiểu Xuân lập tức cầm điện thoại lên gọi về nhà. Kết quả lại nhận được trả lời, đúng lúc phụ mẫu của nàng ta vừa xem hết, trên bàn đang bày canh cá chua còn có canh củ sen. Tiểu Xuân dở khóc dở cười, cảm giác mình bận rộn vô ích, phụ mẫu còn hưởng thụ hơn cả mình. Cùng lúc đó, các bài post nhanh chóng tăng lên trên Weibo, trên các diễn đàn lớn, trên trang web chính thức của Tinh Quang. Bộ phim phóng sự Mỹ thực này thực sự quá hay, vốn ta còn tưởng sẽ rất nặng nề, không ngờ càng xem càng muốn ăn. Nhất là món bún ốc quê hương, rất lâu rồi không được ăn. Ta vẫn cảm thấy món măng mùa đông ong dầu là ngon nhất, năm nào nhà ta cũng làm. Vẫn nên ăn cá đi, nhìn thấy chủng loại cá phong phú như vậy, vừa ngon miệng vừa dinh dưỡng. Đúng lúc nhà ta có một miếng chân giò hung khói nạc đặng bị ta cắt thành miếng xào lăng, rất là thơm vẫn là món canh củ sen của quê nhà ta thơm nhất. Bây giờ ta cũng thấy hơi nhớ nhà, hương vị quê hương. Chỉ một tiếng không hề đủ. Mọi người không ngừng tranh luận, rối rít đề cử mỹ thực nhà mình, cảm thấy mỹ thực của quê hương mình mới là tốt nhất. Bây giờ vẫn còn sớm, còn chưa đến 9 giờ tối, vì vậy rất nhiều người lựa chọn đi ăn một bữa, dựa theo thực đơn trong trung hoa trên đầu lưỡi để tiến hành chọn món ăn, hiện tượng mỹ thực lại một lần nữa xuất hiện. Nội bộ tinh quang cũng đang thống kê số liệu. Tỷ suất người xem trong lúc phát sóng 3.10%, tỷ suất người xem bình quân 3.77%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 4.23%. Một thành tích không thể nói là không ưu tú. Thế nhưng, mọi người cảm thấy vẫn còn tiềm năng rất lớn để khai thác. Nhìn các đồng nghiệp xung quanh là biết, đều chạy đến căng tin tìm đồ ăn. Bên trong trang viên tinh quang. Nữ vương đại nhân bây giờ trên mạng đang có phản ứng rất mạnh mẽ hy vọng chúng ta có thể phát lại trung hoa trên đầu lưỡi võ thiên mị cười nói không phải điều này cũng nằm trong dự đoán của chúng ta sao bạch thanh tuyết mỉm cười lúc trước chính chúng ta nhìn thấy cũng nhịn không được huống chi những người khác trước tiên cứ mặc kệ bọn họ chờ đến lúc bọn họ khát vọng mãnh liệt nhất chúng ta lại thuận thế đẩy ra không gian không phải thương nhân hai nàng nhìn nhau cười một tiếng lão công xong chưa? Ta đói bụng, Bạch Thanh Tuyết đột nhiên gọi với vào trong phòng bếp, giọng nói rất tội nghiệp. Được rồi, đồ ăn lên bàn. Lâm bắt phàm bê một nồi canh đi ra. Tiểu nam nhân ta tới giúp chàng. Võ Thiên Mỹ kêu lên, nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Ta cũng đến. Bạch Thanh Tuyết cũng chạy vào. Chỉ trong chốc lát, trên mặt bàn bày đầy các món ăn ngon, chân giò hung khói nặc đặng xào nấm thông, canh cá chua, canh củ sen, măng mùa đông om dầu. Phần lớn đều là những món ăn trong Trung Hoa trên đầu lưỡi. Vừa mới xem hết đầu lưỡi, kết quả thức ăn trong đó đã được dọn lên bàn, hơn nữa còn là lão công có trù nghệ cao siêu đích thân nấu nướng cho các nàng, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lão công chàng thật tốt. Bạch Thanh Tuyết si ngốc nói. Các nàng đều là lão bà tốt của ta, ta không đối xử tốt với các nàng, còn có thể đối xử tốt với ai. Dù các nàng muốn ngôi sao trên trời, ta cũng hái xuống cho các nàng." Lâm Bắc Phàm cưng chiều nói. "Vậy bây giờ ta muốn ngôi sao trên trời." Võ Thiên Mỹ ngạo kiều nói. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác một lúc, sau đó yên lặng móc ra một viên thiên thạch nhỏ nhắn xinh đẹp, cho nàng cái này, hôm qua vừa mới hái xuống từ trên trời, tuyệt đối tươi mới. "Võ Thiên Mỹ." Ngày hôm sau, đầu lưỡi giấy lên hiện tượng mỹ thực. Đi làm đến trường trong cuộc sống này thường mọi người bàn tán nhiều nhất chính là mỹ vị ở trong đầu lưỡi. Lúc chọn mua món ăn đều sẽ chọn nguyên liệu nấu ăn ở trong đầu lưỡi trước tiên. Điều này dẫn đến củ sen, măng mùa đông, các loại cá đều nhanh chóng tiêu thụ hết sạch. Rất nhiều thương gia cũng không khéo, nhưng cơ hội nâng giá, nâng giá lên 50%, vẫn có người mua. Nhất là nấm thông có sản lượng tương đối ít giá cả cũng trực tiếp tăng gấp bội, vẫn cung không đủ cầu lần đầu tiên phát hiện nguyên liệu nấu ăn là nấm thông này dùng để xào rau thật sự ăn quá ngon thế nhưng siêu thị của chúng ta không bán không nhìn thấy trên chương trình đã nói sao phần lớn đều được vận chuyển về nhật bản nhật bản đặc biệt thích ăn thứ này nghĩ rằng rất dinh dưỡng chính chúng ta còn không đủ nấm thông để ăn tại sao phải bán cho nhật bản đúng thế thỏa mãn nhu cầu trong nước trước đã rồi lại nói sao chân giò hung khói nạc đặng cũng bán rất chạy ngày hôm sau nơi sản xuất chân giò hung khói nạc đặng liên tục nhận được hơn ngàn đơn đặt hàng trực tiếp đặt hết lượng chân giò hung khói của năm nay muốn bán cũng không thể bán nữa đã có thể thấy được chút ít hiệu ứng của đầu lưỡi bên này lâm bắc phàm cũng nhận được sự ảnh hưởng của đầu lưỡi tần lão gọi điện thoại đến lâm tiểu tử nhanh tới đây bây giờ chỉ đợi ngươi đến xào rau thôi lâm bắc phàm ngơ ngác không phải hôm qua vừa mới tụ tập sao sao hôm nay lại tới nữa hôm qua là hôm qua bây giờ là bây giờ tối qua đầu lưỡi vừa mới phát sóng mấy lão đầu chúng ta xem đến mức chảy nước bọt cả đêm đây là do ngươi hại vì vậy ngươi nhất định phải đến giải quyết cái nồi này của lão không có chút trình độ nào như vậy cũng có thể trách ta được không trách ngươi còn có thể trách ai thế nhưng tối qua ta vừa mới ăn những món này rồi ngươi cũng không thể có tức phụ quên bạn bè chúng ta còn đang đói bụng đây Hiện tại nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong, còn thiếu mỗi đại trù thần là ngươi thôi, nhanh đến đây. Thế là, Lâm Bắc Phàm ngồi lên xe AV, vội vàng chạy tới. Bởi vì phản ứng của khán giả rất mạnh mẽ, để đáp lại yêu cầu của khán giả, Trung Hoa trên đầu lưỡi sẽ được phát sóng lại cùng một khung giờ vào ngày thứ hai. Buổi tối cùng ngày, đầu lưỡi có tỷ suất người xem bình quân đạt đến 5.03%, tỷ suất người xem cao nhất đạt đến 5.56% cấp hiện tượng, không thể nghi ngờ. Bây giờ là thời đại Internet, thứ gì vừa mới nổi tiếng sẽ có rất nhiều người theo phong trào. Ví dụ như những video ngắn trên TikTok quay, chỉ cần có một video ngắn hót lên, không đến thời gian một ngày sẽ xuất hiện hơn 10 cái bắt chước theo phong trào, khiến người ta thấy cũng không kịp nhìn, hoa cả mắt. Vì vậy, thể đầu lưỡi lập tức nổi tiếng, còn dẫn tới rất nhiều người bắt chước. Rõ ràng chỉ là một cách thuyết minh rất đơn giản, khoác lên thể đầu lưỡi, lại trở nên khác biệt, tràn ngập kiểu thú vị khác lạ. Hạt dưa, chắc chắn là kết tinh tình yêu của mặt trời và hoa hướng dương, răng môi cùng ngón tay phối hợp ăn ý, khiến hạt dưa ấm áp và nhiệt huyết này lập tức tách ra rồi vỡ nát, chỉ để lại hương thơm một mặt và lớp vỏ rỗng tuyết. Chỉ với một đoạn văn ấm áp như vậy, ngươi có thể nghĩ đến sẽ cắn hạt dưa không? Ánh nắng sáng ngời dùng cách thức thông suốt nhất, giao lưu với thịt cá tươi non, đây là ước hẹn của trời cao và biển khơi chỉ với một câu thần thánh này ngươi có thể nghĩ đến là phơi cá khô không nước tương đặc và thơm nồng nàn làm dịu đi cảm giác đậm đặc và nhạt nhẽo của khoai tây nghiền đậu nành trong veo cộng thêm hạt ngô mềm mại ẩm ướt món ngon dân giả này chứa đựng cảm xúc không muốn xa rời của người dân vùng núi appalachia với mỹ thực phương nam chỉ với cách miêu tả món khoai tây này có phải lập tức cảm thấy cao đại thượng hơn hay không trong đó thứ làm người ta chú ý nhất là một video bắt chước trung hoa trên đầu lưỡi mì ăn liền Hải điến ở Kinh Đô, gió mùa ẩm thấp của Thái Bình Dương thổi tới, học bá đang phát triển rầm rộ, lại đến mùa bận rộn nhất của sinh viên đại học mùa thi. Một bữa sáng mang tới lượng đường lớn, có thể duy trì lượng đường sucrose cần thiết cho cơ thể sau khi ôn tập nặng nhọc. Mì khô thịt kho, cho vào miệng trơn trượt mềm mịn, hương vị đậm đà, mì dưa chua lão đàn, cảm giác thoải mái giòn rụng, hương vị chua cay, là món ăn giữ nhà thiết yếu trong phòng ngủ của sinh viên đại học. Cẩu Kỷ Ninh hạ một tiền, Cam Thảo Tân Cương hai tiền, Hoa Hồng Vân Nam một tiền, thêm nước sôi 94 độ, để tỏa ra hương thơm, giải phóng ra vị chua, không chỉ khiến chất mì càng thêm tinh tế mềm mịn, còn có thể khiến nước canh tươi ngon hơn, liên tục khuấy đều, chế biến thành nước canh mỹ vị. Video này vừa được đăng lên đã rất hot trên mạng. Bởi vì hắn ta bắt chước cách giải thích thần kỳ của đầu lưỡi, được dân mạng bình luận là rất tinh túy trên đầu lưỡi độ nổi tiếng của trung hoa trên đầu lưỡi đã hấp dẫn sự chú ý của khán giả nước ngoài khi bọn họ biết đây là chương trình mỹ thực do tinh quang đẩy ra lập tức không nhịn được rối rít kêu gào muốn nhập về lúc trước trù thần đã mở ra vị giác của bọn họ bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ bây giờ bữa tiệc mỹ thực lại lần nữa xuất hiện sao bọn họ có thể nhịn được mạnh mẽ yêu cầu abc nhanh chóng nhập trung hoa trên đầu lưỡi dạ dày của ta đã sớm không chịu đựng nổi nhìn xem nổi tiếng ở trung quốc như vậy chắc chắn đây là một bộ phim phóng sự mỹ thực rất tốt bạn bè trung quốc thật sự quá hạnh phúc mỗi lần đều được xem mỹ thực trước tiên vì sao lần nào chúng ta cũng là cuối cùng dù sao cũng là chương trình của người ta người muốn nhanh cũng không nhanh nổi bọn họ không chỉ được xem còn được ăn đấy các đài truyền hình quốc gia lập tức hành động rối rít liên hệ với tinh quang hy vọng có thể nhập vào bộ phim phóng sự này vốn bọn họ còn muốn quan sát xem mức độ được hoan nghênh của đầu lưỡi có thị trường ở nước mình hay không. Bây giờ cũng thấy rất ổn. Lúc này không ra tay, còn chờ đến khi nào. Ngày thường tinh quang cũng có hợp tác với những đài truyền hình này, vì vậy nhanh chóng bàn xong điều kiện. Đầu lưỡi bắt đầu phát sóng ngày thứ tư, Trung Hoa trên đầu lưỡi đã được phát sóng ở trên đài truyền hình các quốc gia khác, tiếng vang rất mạnh mẽ. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, lại truyền bá 10 món ngon của Trung Quốc, đều là những món ăn mà lúc trước bọn họ chưa từng thấy, đám người nước ngoài này cũng nhìn đến chảy nước bọt. Trung Quốc thật sự có rất nhiều mỹ thực, phong phú rộng lớn, một nguyên liệu nấu ăn lại có thể làm ra nhiều chủng loại như vậy. Đúng vậy, lại nhìn món ăn của chúng ta đi, tới tới lui lui chỉ có mấy món kia, không chỉ ăn chán, hơn nữa còn nhìn chán. Không ngờ dân gian còn có nhiều cao thủ trù nghệ như vậy, mỗi một người đều là trù thần sống ở một quốc gia mỹ thực như vậy bạn bè trung quốc thật sự quá hạnh phúc ta rất muốn ăn tất cả những món ở trong phim phóng sự không biết phố người hoa của chúng ta có hay không không biết khách sạn long môn mới mở có hay không đây chính là vùng đất của trù thần khán giả trung quốc xem mỹ thực cùng với gia đình và phong tục đằng sau mỹ thực thế nhưng khán giả nước ngoài chỉ đơn thuần xem mỹ thực từng món mới mẻ được ra lò món ăn nóng hổi nhìn thấy khiến bọn họ thèm ăn hơn nhiều, ngon miệng hơn nhiều. Có rất nhiều người đổi kế hoạch du lịch năm nay thành Trung Quốc. Còn có người lập chí, ta quyết định, ta muốn đến Trung Quốc ăn hết mỹ thực Trung Quốc. Lập tức có người cười nhạo hắn ta, đừng mơ mộng hảo huyền, ta có một người bạn cũng nói lời lẽ hào khí như ngươi. Đã qua một năm, nghe nói bây giờ vẫn chưa ra khỏi một cái tỉnh đấy. Lại có người bổ sung, Trung Quốc thật sự có rất nhiều mỹ thực. Dù chỉ là một thị trấn nho nhỏ cũng có đến mấy loại. Chỉ sợ hắn ăn một vòng, đúng lúc quay về gặp thượng đế. Nếu là ta, ta không muốn đi gặp thượng đế, ta bằng lòng ở lại Trung Quốc cả đời. Trong chớp mắt, đã qua một tuần. Tập 2 của đầu lưỡi mà mọi người mong ngóng trông chờ đã xuất hiện vô cùng long trọng. Chủ đề của tập 2 là câu chuyện món chính, kể lại những món ăn chính thường ngày của người Trung Quốc, ví dụ như bánh bao, sủi cảo, mì sợi là những món ăn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cùng với mối quan hệ đằng sau món chính. Một tập này lại một lần giấy lên làn sóng tỷ suất người xem. Tỷ suất người xem lúc phát sóng đã đạt đến 4.01%, tỷ suất người xem bình quân đạt đến 4.96%, tỷ suất người xem cao nhất 6.11%. Hiện tượng đầu lưỡi lại một lần nữa nổ ra, bắt đầu từ đêm đó, lượng tiêu thụ của những món ăn chính này nhanh chóng tăng lên rất nhiều người bình thường không thích ăn bánh bao đều mua hai cái để nếm thử hương vị cũng khá được bình thường thích ăn vậy càng ăn nhiều hơn loại hiện tượng này xuất hiện ở trong nước còn tốt dù sao tiện tay cũng có thể mua được bất cứ lúc nào cũng có thể ăn được nhưng ở nước ngoài thì thảm rồi dù mỹ thực trung quốc được hoan nghênh như thế nào cũng không thể phổ biến ở mỗi một con phố có đôi khi trong vùng có một nhà nhà hàng trung quốc đã coi như tốt lắm thế là những nhà hàng trung quốc này bị người nước ngoài lần lượt cùa tới lấp đầy còn có người hơn nửa đêm chạy đến phố người hoa gọi món ăn dựa theo chương trình trên tv lão bản đang nghe truyện trên tv audio cv rất khó xử thật xin lỗi chúng ta không có những món này người nước ngoài bùng nổ vô cùng kích động sao lại không có không phải đây là nhà hàng trung quốc sao những cái này không phải đồ ăn trung quốc sao sao chỗ ngươi lại không có chẳng lẽ đây là một nhà hàng trung quốc giả lão bản càng lúng túng hơn như món bánh bao này ngày thường chỉ cung cấp vào bữa sáng chúng ta buôn bán vào buổi đêm chỉ bán món chính cùng đồ ăn khuya không làm bánh bao nhưng người nước ngoài không hiểu được khác nhau ở chỗ nào chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện rời đi kết quả tìm khắp cả phố người hoa suốt một buổi tối cũng không tìm được một cái bánh bao nào ở bên này lâm bắc phàm lại lần nữa chịu sự quấy rầy của đầu lưỡi lão trù thần gọi điện thoại tới tiểu tử sau khi xem hết trung hoa trên đầu lưỡi mấy người chúng ta suy nghĩ sẽ đi du lịch khắp các vùng đất của trung quốc tìm kiếm mỹ thực giấu sâu trong núi lớn trong biển sâu trong rừng ngươi có đi không lâm bắc phàm hơi ngạc nhiên mấy lão đầu này càng ngày càng phóng túng tự làm ra ăn vẫn chưa đủ còn muốn trèo non lội suối đi tìm mỹ thực còn điên cuồng hơn cả người trẻ tuổi cũng do sức khỏe của đám lão đầu quá tốt quá thừa tinh lực lại còn vừa có thời gian vừa có tiền, không có chỗ trút ra mới dám hành hạ như thế. Nói thật, già rồi còn có thể sống thành dáng vẻ của bọn họ cũng đã thỏa mãn. Gần đây khá nhiều việc, ta không đi được, nhưng các lão phải nhớ mang một ít về. Nếu là mấy tháng trước, Lâm Bắc Phàm chắc chắn không kiềm chế được sự xúc động trong lòng, đi theo cùng. Nhưng từ sau khi hắn có thể hóa thân thành thượng thương chi nhãn, mỗi một nơi trên thế giới đều bị hắn đi qua một lượt. Mỹ thực mỹ tử ở các nơi trên thế giới đều bị hắn vơ vét, vì vậy không còn tâm tư đi nữa. Tiểu tử, ngươi lại còn có chuyện để làm. Lâm Bắc Phàm nghe xong cũng không vui, tại sao không có? Ta rất bận rộn có được không? Vậy đi, bye bye. Tạm thời không nhắc đến, Trung Hoa trên đầu lưỡi đang hót, trải qua 3 tháng chuẩn bị và ghi hình, cuối cùng chương trình giải trí cấp hiện tượng Xin China kỳ thứ hai đã phát sóng long trọng trong sự mong chờ của mọi người kéo dài hiệu quả tỷ suất người xem của mùa thứ nhất, thậm chí càng vượt trội hơn. Tỷ suất người xem phát sóng trực tiếp đạt tới hơn 4%, tỷ suất người xem bình quân 5.01%, tỷ suất người xem cao nhất đã gần 6%. Đây là một sân khấu theo đuổi âm nhạc. Đây là một sân khấu thực hiện ước mơ. Đây là một sân khấu tha thiết ước mơ. Trong năm ngoái, một sân khấu này đã lăn xê được mấy vị học viên nổi tiếng trong đó nổi bật nhất là học viên Tứ Cường, đến bây giờ vẫn rất nổi tiếng, danh tiếng đuổi sát minh tinh hạng nhất, tham gia đủ loại chương trình, còn mở cả hòa nhạc, càng ngày càng nổi tiếng. Dù kém hơn học viên Tứ Cường, một vài học viên khác cũng vì điểm đặc sắc của mình mà nổi tiếng. Vì vậy năm nay có rất nhiều học viên tài năng đến tham gia xiên. China. Vừa có âm thanh đã nổi tiếng. Trầm rộ kéo dài. Dương Tử Nhi bận rộn, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền tố cáo. Đều tại chàng, hại ta bận rộn như vậy, cũng không đến giúp ta một chút." Dương Tử Nhi thở hổn hển nói. Lâm Bắc Phàm uất ức nói, "Sao ta lại không giúp nàng chứ? Nàng xem ta biết nàng vất vả, mang rất nhiều đồ đến cho nàng." Lâm Bắc Phàm để lộ ra mấy chai mỹ tửu, đều là thứ Dương Tử Nhi thích uống nhất. Dương Tử Nhi mặt mày hớn hở, cướp đồ tới, liếc mắt đưa tình, coi như chàng biết điều. Lâm Bắc Phàm kích động, nhỏ giọng nói: chúng ta chuyển sang chỗ khác uống đi dùng cách nàng thích nhất khuôn mặt nhỏ nhắn của dương tử nhi lập tức đỏ bừng hung dữ nói cách ta thích gì hả rõ ràng là chàng ép buộc ta đều trách ta đều trách ta lâm bắt phàm giơ tay đầu hàng dương tử nhi xinh xắn đáng yêu của ta bị ta bắt nạt nàng là vô tội nhất nàng là người bị hại biết thì tốt dương tử nhi đắc ý hai tay ôm chặt chai rượu khuôn mặt đỏ bừng nói nhanh dẫn ta đi chúng ta đi uống rượu đừng để người khác phát hiện chàng đánh yểm trợ ta đi theo sau lâm bắt phàm giơ tay ra dấu ok không thành vấn đề ta không muốn để ai phát hiện thì ai cũng không phát hiện ra thế là hai người lén lút chuồn đi hơi giống nam nữ yêu đương vụn trộn đai in tu sơ vai đã khởi quay hơn một tháng dựa theo tiến độ qua một tháng nữa là đóng máy tuy bộ phim này cũng là một trong chín bộ đại kịch của tinh quang nhưng so với những phim truyền hình điện ảnh khác thì ảm đạm hơn nhiều, không nổi tiếng quá nhiều. Chiến Lan cùng thời kỳ đã nổi tiếng đến nước ngoài, kết quả Die In Tu Sơ vẫn không có tiếng tâm gì. Kim Tốn khởi quay, Kim Tốn quay phim, không có chút sóng gió nào. Đạo diễn là một người mới, tên là một giả, từng có kinh nghiệm quay rất nhiều phim ngắn, phong cách quay chụp khá thú vị, chú ý đến những góc nhỏ mà người khác đều không thấy, tầm nhìn vô cùng sắc bén phần lớn diễn viên đều có kỹ năng diễn xuất chúng nhưng lại không có nhiều diễn viên nổi tiếng người nổi tiếng nhất bên trong sợ rằng là vương truyền quân diễn vai quan cốc thần kỳ trong chung cư tình yêu hắn ta đóng vai chính lữ thủ ích là một bệnh nhân mắc bệnh máu trắng lúc lâm bắc phàm nhìn thấy hắn ta cũng giật mình ôi nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin ngươi là quan cốc thần kỳ đẹp trai như ánh nắng ở trong chung cư tình yêu vương truyền quân trước mắt đâu có dáng vẻ của quan cốc thần kỳ khuôn mặt gầy gò mất đi dáng vẻ vốn có, đôi mắt vừa đen vừa lờ đờ, như người mấy ngày không ngủ. Tóc vừa dài vừa lôi thôi, thoạt nhìn không được chăm sóc, thật sự giống như một bệnh nhân mắc bệnh nguy kịch. Lâm Bắc Phàm nhận ra, đây chắc chắn không phải do trang điểm. Lâm tiên sinh đến, nhanh ngồi đi. Ngồi đi. Ở trong đoàn làm phim buồn bực cả một tháng, cuối cùng đã nhìn thấy một người quen, hơn nữa còn là quý nhân đưa hắn ta vào giới, Vương Truyền Quân rất vui vẻ lập tức chuyển ghế tới tuy giọng nói nghe có vẻ yếu ớt không phải chỉ là một bộ phim à sao lại tra tấn bản thân thành thế này lâm bắc phàm quan tâm hỏi không vậy không được phương truyền quân lắc đầu kỹ năng diễn của diễn viên trong đoàn làm phim đều quá tốt trình độ của ta không theo kịp sợ diễn không tốt vì vậy chỉ có thể thông qua cách này để đến gần với hình tượng nhân vật cũng dễ thành công ngươi sẽ là một diễn viên giỏi lâm bắc phàm khen ngợi nhớ lại 2 năm trước các ngươi vì chung cư tình yêu cùng nhau gia nhập bây giờ đều có phát triển ta rất vui mừng công nhất châu diễn vai hoa hoa công tử lữ tử kiều có sự nghiệp thành công cũng đã kết hôn đặng gia gia diễn vai tiểu di mụ đường du du có kỹ năng diễn xuất chúng đã tiến vào giới điện ảnh để phát triển trần xích xích diễn vai tăng tiểu hiền bởi vì phong cách khôi hài vượt bậc bây giờ đã trở thành một minh tinh giải trí rất được hoan nghênh trong đó nổi tiếng nhất là lâu nhất tiêu diễn vai Hồ Nhất Phỉ, diễn vai cô bạn gái ngang tàn trong Cô Nàng Ngỗ Ngáo đã nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, còn đại diện cho nữ hán tử ở trong răng ninh Brother, danh tiếng lại lên một tầng nữa. Bây giờ còn là vai nữ chính treo song y trong phim Vì Sao Đưa Anh Đến. Độ nổi tiếng cả đường bay lên, sự nghiệp càng ngày càng tốt đẹp. Ngay cả vương truyền quân diễn vai quan cốc thần kỳ, bây giờ cũng đi theo con đường diễn xuất. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, tất cả mọi người đều trưởng thành, đều có sự nghiệp và sự phát triển của riêng mình, rất khó quay lại lúc ban đầu, chung cư tình yêu cần một kết cục, một kết cục viên mãn. Còn có võ lâm ngoại truyện cũng cần kết thúc. Lúc này, Somalia ở châu Phi truyền đến tin tức tích cực. Đoàn đại biểu Trung Quốc đã tới Somalia tiến hành chuyến viếng thăm hữu nghị, khảo sát hoàn cảnh đầu tư ở Somalia, sự phân bố tài nguyên, các công trình xây dựng và đủ loại tình hình khác cuối cùng quyết định lên kế hoạch tổng quát đầu tư 500 ức đô la trong vòng 5 năm. Mặt khác, sau khi dựng nước, đôi bên mở cửa thị trường. Somalia hoan nghênh thương nhân Trung Quốc đến Somalia đầu tư, hoan nghênh khách du lịch, sản phẩm của Somalia cũng có thể thông qua con đường tơ lộ trên biển để tiến vào thị trường Trung Quốc rộng lớn. Còn có một số điều kiện ẩn không công bố ra. Ví dụ như Trung Quốc ủng hộ Somalia lập quốc ở Liên Hợp Quốc, hợp pháp hóa chính quyền, trở thành một trong các nước thành viên. Somalia cũng kiếm chế lực lượng của các nước đế quốc Mỹ ở châu Phi, nếu có cần bộ đội Trung Quốc giữ gìn hòa bình, có thể cung cấp một số sự giúp đỡ cần thiết. Đối với Somalia đây là một tin tức vấn chấn lòng người. Bởi vì điều này có nghĩa bọn họ đã phá vỡ sự bao vây của đế quốc Mỹ, tìm ra một con đường phát triển. Bám vào thị trường Trung Quốc rộng lớn, Somalia nho nhỏ nhất định có thể bay lên. Lâm Bắc Phàm đoán kế hoạch hợp tác 500 ức đô la trong vòng 5 năm này sẽ mang đến cho Somalia lợi ích gấp 10 lần trở lên. Các phương diện xây dựng sẽ phát triển rất nhanh, Somalia sẽ tăng nhanh xây dựng châu Phi thành một quốc gia cường đại. Còn mở cửa thị trường hai bên, đối với Somalia lại càng có lợi hơn. Bởi vì Somalia thật sự có rất nhiều tài nguyên, vô cùng phong phú, chỉ sợ không ai biết rõ lợi ích trong đó bằng lâm bắt phàm để những thứ này xuyên qua con đường tơ lụa trên biển bán phá giá đến Trung Quốc, sẽ bị thị trường khổng lồ của Trung Quốc tiêu hóa hết. Nếu tất cả phát triển thuận lợi, 5 năm sau, tư bản thần quan của Lâm Bắc Phàm có thể đào được lợi nhuận 3.000 ức đô la từ trong bữa tiệc lớn này. Nếu Somalia phát triển nhanh hơn, sẽ kiếm lời càng nhiều hơn. Sau đó lấy Somalia làm cứ điểm, tản ra toàn bộ châu Phi. Nơi này cũng sẽ trở thành một tụ bảo bồn siêu cấp của Lâm Bắc Phàm đối với tin tức hợp tác này đế quốc mỹ mạnh mẽ phản đối thế nhưng không có tác dụng cái rắm gì bây giờ khủng hoảng kinh tế của châu âu đã tác động đến toàn cầu châu âu vẫn là khu ảnh hưởng nặng nề nhất nước mỹ tốt hơn ai chứ còn chưa tự lo được cho bản thân còn có thể làm việc gì nữa cũng chỉ có thể ở đó hô khẩu hiệu vô ích không có chút tác dụng nào không đối phó được trung quốc và somalia bọn họ muốn đối phó nhà tư bản đứng sau lưng tư bản thần quang kết quả Jessica cũng không phải ăn chay nàng đã phát tài trong khủng hoảng tài chính nhưng cơ hội dùng giá thấp mua vào rất nhiều sản nghiệp có chất lượng tốt cứu vãn rất nhiều công ty gần như phá sản giải quyết vấn đề việc làm cho mấy triệu người nắm giữ một nguồn sức mạnh khổng lồ như vậy Jessica đứng thẳng eo người dám có ý kiến với ta lão nương sẽ kêu gọi nhân viên bãi công mỗi ngày đi biểu tình xem ai không chịu được đã có thể thấy được đôi chút sức mạnh tư bản Jessica cứ làm theo ý ngươi đi, ta làm chỗ dựa cho ngươi. Nếu ai dám làm loạn với ngươi, nói tên của hắn cho ta biết, ta nhất định sẽ hắn chết thật thoải mái. Trong điện thoại, Lâm Bắc Phàm an ủi Jessica. Đại sư, ta không chịu uất ức, ta chỉ chỉ nhớ ngươi. Jessica to gan thổ lộ. Lâm Bắc Phàm. Sau khi đứa nhỏ này báo thù, hoàn toàn buông thả, càng ngày càng không thèm che giấu mục đích của mình với hắn. Lâm Bắc Phàm cảm giác áp lực lớn như núi. Đại sư, bây giờ ta rất muốn về Giang Nam nghỉ phép, ngươi có hoan nghênh không? Jessica tiếp tục dụ dỗ. Lâm Bắc Phàm cuối cùng đã đuổi Jessica đi. Ken, tài phú của ký chủ đã đạt đến điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa không? Lại đến lúc thăng cấp. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Lần thăng cấp này là do sản nghiệp của Lâm Bắc Phàm nhanh chóng mở rộng và tăng trưởng, đài truyền hình tinh quang ảnh nghiệp tinh quang tinh quang thị tần hồng đậu khu vực thực phẩm giang nam thành phố điện ảnh giang nam đủ loại còn có tài sản hơn vạn ức ở nước ngoài đều thực hiện sự tăng trưởng vì vậy mang đến lợi nhuận phong phú cho lâm bắc phàm trong khủng hoảng kinh tế còn có thể nghịch thế nhanh chóng tăng trưởng chỉ sợ ngoại trừ lâm bắc phàm không ai có thể làm được hệ thống cường hóa cho ta đi ken cường hóa bắt đầu mới ký chủ chuẩn bị sẵn sàng ngay lúc này cơ thể của lâm bắc phàm trở nên hư ảo cuối cùng biến mất không thấy lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn lúc trước hóa thân thành thượng thương chi nhãn cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều rất thân thiết dù là trên trời hay dưới đất cứ như toàn bộ trái đất đều biến thành vườn hoa của hắn hoặc là kéo dài cơ thể của hắn như cánh tay để sai khiến còn có mỗi một phần tử mỗi một nguyên tử vẫn giữ nguyên vô số mối liên hệ cảm giác mình có thể khống chế bọn họ. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy, hình như một chút liên hệ của mình với trái đất đã bị cắt đứt. Đã mất đi một loại trói buộc nào đó, cảm thấy vô cùng thoải mái tự do. Trong lòng có cảm giác thoải mái không bị trói buộc. Cứ như thiên địa càng khôn, vũ trụ thời không không thể giam cầm năng lực của hắn nữa. Có cảm giác của một loại trưởng thành. Lâm Bắc Phàm còn cảm thấy cả người vui vẻ thở dài tiếng thở dài này như phát ra từ sâu trong trái đất, mang theo lòng yêu thương của mẫu thân, thoải mái và vui vẻ. Như đang nói, hài tử, ngươi đã lớn, có thể rời đi. Ken Cường hóa kết thúc Chúc mừng ký chủ đã tăng thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư, nhìn thấy biến của thiên địa càng khôn, 100%, lên tới cảnh giới viên mãn. Thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh tăng lên 20 năm. Ken bởi vì thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư của ký chủ đã đạt tới cảnh giới viên mãn, đặc biệt thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp, cùng một tấm hắc kim tạp. Cập nhật số liệu Hệ thống kẻ có tiền Thuộc tính, lực lượng 110, tốc độ 110, phòng ngự 110, khôi phục 110, khống chế 110, tinh thần 110. Thọ mệnh, 500 năm Công pháp, thiên tử vọng khí thuật Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú, 100% Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ, 100% Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc, 100% Nhìn thấy biến của thiên địa càng khôn, 100% Nhìn thấy ngọn nguồn vũ trụ vạn vật, chưa mở khóa Trang bị, chiêu hiền tạp x10, hắc kim tạp x1 Tài phú, 10.005 10, ức Đã dùng, 10.000 ức Còn dư, 5 ức Thần thể lại được cường hóa, về phần cường hóa bao nhiêu, sau khi thử qua mới biết được. Bây giờ Lâm Bắc Phàm càng muốn biết, rốt cuộc cảm giác vừa rồi có ý nghĩa gì. Thế là hắn lại một lần nữa hóa thân thành Thượng Thương Chi Nhãn, bay lên trên không trung. Lúc này, cảm nhận được cảm giác vừa rồi lại xuất hiện, trái đất vẫn là trái đất kia, nhưng hắn đã không còn là hắn kia nữa. Cẩn thận nhớ lại cảm giác vừa rồi, Lâm Bắc Phàm quay sang bay ra bên ngoài vũ trụ nhanh chóng vượt qua biên giới ở mặt trăng, sau đó liên tục bay ra ngoài, không có bất kỳ sự trói buộc gì, cứ bay ra bên ngoài như vậy, tốc độ của hắn như vượt qua tốc độ ánh sáng, vượt qua không gian. Chỉ trong chốc lát, trái đất nhỏ dần, sau đó không thấy nữa. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư viên mãn, hóa ra để ta thoát khỏi thế giới đang ở. Từ đó có thể thật sự dạo chơi trong vũ trụ thiên địa, không bị trói buộc, thoải mái vui vẻ. Dù là không gian cũng không thể trói buộc ta được nữa nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha